Vòng loại U21 quốc gia 2023, 12 đội ghi danh vào vòng chung kết. Vòng loại U21 quốc gia 2023 đã chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ các đội bóng trẻ Việt Nam. Trong số 7 đội đã đoạt vé trước một vòng đấu, có sự xuất sắc của Viettel và Hà Nội ở bảng A, Kon Tum và Đà Nẵng ở bảng B, cùng thành phố Hồ Chí Minh ở bảng D. Đặc biệt, hai đội chủ nhà Đông Á, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã có suất trong vòng chung kết. Chiều ngày 13 tháng 9, lượt trận cuối cùng của vòng loại đã khép lại, xác định 5 đội còn lại sẽ tham gia vào vòng chung kết. Khánh Hòa đã đứng đầu bảng C sau khi đánh bại Tây Ninh với tỷ số 1-0 và Đắk Lắk xếp thứ 2 trong bảng này sau chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai. Trận đấu giữa Đắk Lắk và Đồng Nai chứng kiến một thẻ đỏ và 8 thẻ vàng được trọng tài phân phát, thể hiện tính cạnh tranh và căng thẳng. Long An cũng đã giành vé vào vòng chung kết sau khi xếp thứ 2 trong bảng C với kết quả hòa 1-1 trước thành phố Hồ Chí Minh, đội đầu bảng bảng này. Hai đội còn lại là PVF, Công an Nhân dân và Tây Ninh. Vòng loại U21 quốc gia 2023, 12 đội ghi danh vào vòng chung kết. Vòng loại U21 quốc gia 2023 đã chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ các đội bóng trẻ Việt Nam. Trong số 7 đội đã đoạt vé trước một vòng đấu, có sự xuất sắc của Viettel và Hà Nội ở bảng A, Kon Tum và Đà Nẵng ở bảng B, cùng thành phố Hồ Chí Minh ở bảng D. Đặc biệt, hai đội chủ nhà Đông Á, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã có suất trong vòng chung kết. Chiều ngày 13 tháng 9, lượt trận cuối cùng của vòng loại đã khép lại, xác định 5 đội còn lại sẽ tham gia vào vòng chung kết. Khánh Hòa đã đứng đầu bảng C sau khi đánh bại Tây Ninh với tỷ số 1-0 và Đắk Lắk xếp thứ 2 trong bảng này sau chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai. Trận đấu giữa Đắk Lắk và Đồng Nai chứng kiến một thẻ đỏ và 8 thẻ vàng được trọng tài phân phát, thể hiện tính cạnh tranh và căng thẳng. Long An cũng đã giành vé vào vòng chung kết sau khi xếp thứ 2 trong bảng C với kết quả hòa 1-1 trước thành phố Hồ Chí Minh, đội đầu bảng bảng này. Hai đội còn lại là PVF, Công an Nhân dân và Tây Ninh.